bị nghe hiệu lệnh trọng tài trống xe này. Một phần thưởng ống kính dành cho đội khố xanh nếu thắng đội khố đỏ 300.000 đồng. Các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Trận đấu tiếp tục. Hiện nay giải 3 đô Nguyễn Văn Hải của Bắc Ninh xin giữ vẫn chưa có đô nào xin theo. Chính vì vậy chúng tôi xin mời các quý đô lên gặp ban tổ chức để đăng ký theo giải 3. Dừng trận đấu. Nhắc nhở đô khố xanh không được túm đuôi khố. Đuôi khố tuyệt đối không được túm. Đấy là nguyên tắc. Hai đô chuẩn bị trận đấu tiếp tục. Đồng nếu đô khố xanh thắng khố đỏ và ông kính cũng có phần thưởng 200.000 đồng dành cho khố xanh nếu thắng khố đỏ. Ông Thuấn cũng có phần thưởng 200.000 đồng dành cho đô khố xanh thắng khố đỏ. Tổng khố xanh thắng khố đỏ là 900.000 đồng rồi. Rất tuyệt vời, một miếng rất nhanh mà đô. Mời hai đô vào giữa sới, chúng tôi công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Đô Nguyễn Tiến Công của Sóc Sơn đã nhất thắng.